Xin chào mọi người, mình là thầy Trung với 6 năm kinh nghiệm là dạy tại ABTE và hiện tại mình đang chơi bộ môn bóng rổ. Với kinh nghiệm 6 năm giảng dạy, mình đã thấm nhuần được phương pháp giáo dục của ABTE. Nếu nói về sự khác biệt, ABTE có rất là nhiều, từ phương pháp giảng dạy bé cho đến cách mà thầy cô rèn luyện bé theo phương pháp của mình. Điều mình quan tâm nhất ở ABTE đó là thầy cô sẽ tạo môi trường để giúp các con có thể làm hết sức cho hết mình, dùng 100% sức lực và sự cố gắng trong từng buổi học. Tất nhiên, tinh thần đó của các con cũng do một phần của thầy cô làm gương để các con noi theo. Nhưng điều quan trọng hơn là thầy cô sẽ tạo môi trường để các con có thể tự trải nghiệm thành công và thất bại. Qua đó, con sẽ có cảm nhận sâu sắc để từ đó con rút ra bài học cho bản thân của mình. Và tiếp theo sẽ làm gì, làm như thế nào để tiến lên phía trước. Cũng chính vì lý do đó, khi con được tiếp xúc trong thời gian dài, được rèn luyện và thực hành 6 năng lực EQ của ABTE, thì biên độ tư duy cảm xúc của con sẽ tăng lên. Từ đó, những việc như biết khả năng biết đối nhân xử thế, khả năng biết xử lý những tình huống việc khó khăn hay khả năng suy nghĩ cho bạn bè, những người xung quanh của con sẽ được cải thiện. Đối với mình thì là đơn giản thôi. Mỗi ngày đến lớp gặp các con, thấy sự tiến bộ của các con, đó chính là niềm vui và động lực lớn nhất đối với mình. Mình luôn tâm niệm một điều rằng mình là một nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và tương lai của các con. Cho nên mình luôn luôn muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho các con. Và từ đó, nhiệt huyết và động lực của mình luôn luôn tuôn trào. Điều quan trọng nhất đối với quá trình phát triển và trưởng thành của các con đó là việc các con tự mình làm. Việc gì con có thể tự làm thì hãy để cho con tự làm. Có thể con chưa làm giỏi nhưng mà làm nhiều sẽ thành quen. Nếu như trong quá trình thực hiện con không biết thì mình sẽ đóng vai trò là người hướng dẫn để con có thể phát triển theo con đường đúng đắn nhất. Và từ đó con sẽ tiến bộ và trưởng thành mình. Kỷ niệm đáng nhớ nhất đối với mình trong quá trình giảng dạy tại ABTE đó là trường hợp của một bé tên là Minh. Bé mới chỉ có 3 tuổi nhưng rất thích đi học bóng rổ. Thời gian đầu khi bé đi học, bé không có tham gia được lớp, chạy lung tung xung quanh hết. Nhưng sau thời gian bây giờ là 6 tháng đi học thì bé đã quen và bé đã chơi rất là giỏi, tiến bộ hơn rất là nhiều. Điều mình cảm thấy ấn tượng nhất đối với bé mình đó là hai điểm. Số 1 là có một lần bé đi tiêm ở bên cánh tay, bé bị đau cánh tay. Nhưng mẹ nói là bé cho bé nghỉ nhưng bé nhất quyết là không muốn nghỉ và bé đến lớp và tham gia được trọn vẹn buổi học từ đầu đến cuối. Như vậy mẹ rất là vui và mình cũng cảm thấy rất là vui vì sự cố gắng của bé, sự kiên trì của bé. Điều số 2 đó là có một lần bé bị sốt và bé không đi học được. Và mình cũng có gọi điện cho mẹ, gọi video call để có thể gặp bé và trao đổi với bé. Mình gọi điện cho mẹ thì mình gặp bé và nói chuyện với bé thì bé đã khóc và nói là thầy ơi, con rất muốn đi học bóng rổ nhưng mẹ không cho đi. Nhưng qua cái việc đó thì mình thấy được là bé rất là muốn tham gia lớp bóng rổ của mình. Tuy nhiên thì một vài khó khăn thì bé cũng rất là không có bỏ cuộc mà bé luôn kiên trì. Điều đó thực sự khiến cho mình cảm thấy vui và mình cảm động với điều đó. Lời nhắn nhủ của mình dành cho các bé về ABTE, không chỉ là các bé nha, dành cho ba mẹ nữa, đó là ABTE sẽ không dạy con trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, nhưng ABTE sẽ dạy con trở thành một người có nhân cách tốt, trở thành người có ích cho xã hội. Hết. Chào mọi người.